Sau nhiều tháng ổn định trên 50.000 đồng một kg, giá lợn hơi xuất chuồng đã tăng mạnh những ngày gần đây, cao nhất đã chạm mốc 70.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hầu hết tại các địa phương đã vượt mốc 60.000 đồng một kg trong ngày hôm nay. Ghi nhận trên thị trường, giá lợn hơi tiếp tục tăng thêm từ 1.000 đến 4.000 đồng một kg, đưa mặt bằng giá các vùng gần nhau hơn, phổ biến ở khoảng 62 đến 63.000 đồng một kg. Miền Bắc cao nhất giao động từ 64 đến 68.000 đồng một kg, riêng Thái Bình lên tới 70.000 đồng một kg, cao nhất nước. Miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam biên độ giá rộng hơn, trong khoảng từ 54 đến 63.000 đồng một kg. Giá lợn hơi trong nước đang tăng rất mạnh, mấy ngày qua thì đang hướng lên mốc 70.000 đồng một kg. Trong lúc đó thì giá thịt lợn tại Trung Quốc cũng tăng đột biến, khiến cho nhiều người lo ngại là có thể tác động mạnh đến thị trường thịt lợn nước ta trong thời gian tới. Hiện tại thì giá lợn Trung Quốc đang khá cao so với Việt Nam, chênh lệch gần 20.000 đồng một kg và đang có một lượng xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc, khiến cho thị trường Việt Nam tăng giá theo. Bên cạnh đó thì từ đầu năm cho đến nay, giá thức ăn chăn nuôi cũng đã điều chỉnh 6 lần tăng, tương đương với khoảng 20%, cộng các chi phí đầu vào khác, con giống, chuồng trại, nhân công, thuốc khử khuẩn, sát trùng, nên giá bán lợn hơi phải lên trên 60.000 đồng một kg thì người chăn nuôi mới có lãi, tạo động lực đầu tư và tái đàn. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2022, ngành trồng trọt đã đạt được những kết quả khả quan, tiếp tục khẳng định là ngành sản xuất chủ lực của nông nghiệp với tỷ trọng trồng trọt đạt trên 43% trong tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Xuất khẩu gần 11,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng 40,8% toàn ngành. Hiện nay sản xuất trồng trọt gặp nhiều khó khăn do giá vật tư, dịch vụ nông nghiệp vận chuyển tăng cao, đòi hỏi sớm có giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất toàn ngành. Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt đạt 0,75%, trong đó cây hàng năm tăng trưởng âm 0,36%, cây lâu năm tăng trưởng 3,38%. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 11,37 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021. Dù diện tích lúa đông xuân giảm cả diện tích gieo trồng lẫn năng suất, tuy nhiên xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm ước đạt 3,52 triệu tấn, tăng 16,2%, kim ngạch 1,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine đẩy chi phí logistics, giá xăng dầu, giá phân bón và nguyên vật liệu đầu vào lên cao, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy áp lực đến ngành trồng trọt. Trong thời gian tới, Cục Trồng trọt sẽ tăng cường hơn nữa các giải pháp đẩy mạnh sản xuất trong nước, các nguyên liệu đầu vào cho trồng trọt để chủ động sản xuất, hạn chế thiệt hại, tiếp tục tập trung tái cơ cấu nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất thông qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, hiệu quả. Thưa quý vị, do xuất khẩu khó khăn nên trái dừa khô ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đang rớt giá mạnh. Trong khi trái dừa tươi bán giải khát đang trong mùa nắng nóng, giá vẫn ở mức cao. Nhà vườn đang đổ xô trồng loại dừa này. Hiện nay trái dừa khô tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giá chỉ ở mức trên dưới 2.000 đồng một quả, tương đương là 25.000 đồng một chục 12 quả. Ở nhiều khu vực, nhà vườn giữ trữ trái dừa khô thành đống to, chưa bán được. Nhiều quả dừa để lâu ngày đã nảy mầm. Trong khi đó trái dừa tươi như là dừa xiêm xanh, dừa Malaysia vẫn đang hút hàng. Nhà vườn bán được giá cao dao động từ 60 đến 70 ngàn đồng một chục 12 quả. Với mức giá này, trái dừa tươi đang có giá gấp 3-4 lần so với dừa khô. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích dừa hơn 140.000 ha, chiếm 78% diện tích dừa cả nước. Chỉ riêng hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang có gần 100.000 ha dừa. Chuyển sang vấn đề nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, các địa phương trên cả nước đã tích cực đẩy mạnh công tác trồng rừng gỗ lớn. Việc chuyển từ rừng trồng kinh tế ngắn ngày sang rừng gỗ lớn dài ngày là giải pháp nhằm nâng cao giá trị rừng trồng và thu nhập cho người dân, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường cũng như phát triển rừng bền vững. Đây là 1 hecta quế được trồng mới từ đầu năm nay của gia đình anh Triệu Xuân Bách tại xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó vào cuối năm 2021, anh Bách đã thu hoạch lá của 1 hecta trồng quế 5 năm tuổi. Dự kiến 5 năm nữa sẽ thu hoạch thân gỗ.
Theo anh Bách, so với trồng gỗ ngắn ngày thì việc trồng quế lâu năm giúp cho anh có thu nhập tốt hơn ở mức khoảng 90 triệu đồng một hecta. Và hơn hết là anh cũng như nhiều hộ khác nhận thấy được tác dụng bảo vệ rừng từ cây gỗ lớn. Bây giờ mình cứ trồng cây keo xong là trồng cây ngắn ngày thì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường và ảnh hưởng đến nguồn nước. Vì thế là dân chúng tôi là rất là hưởng ứng. Trồng cây quế này nó vừa giữ được bóng mát, xong là giữ được nguồn nước. Trồng rừng gỗ lớn là tăng thời gian chăm sóc, khai thác rừng trồng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba so với trồng rừng ngắn ngày, chủ yếu sử dụng cây bản địa như quế, lim, trò hay là sao đen. Với chu kỳ từ 12 đến 15 năm tuổi, rừng gỗ lớn sẽ cho sản lượng gỗ sẻ cung cấp nguyên liệu phục vụ cho chế biến gỗ nội thất, thu nhập cao gấp 3 lần so với cây trồng ngắn ngày, cung cấp gỗ băm răm. Tức là nếu như cây keo trong vòng 7 năm thì thu nhập được khoảng 70 triệu trên hecta, thì trồng cây quế sau 15 năm thì người dân có thể thu nhập được trên 1 tỷ mốt. Đấy là nâng cao cái đời sống nhân dân rất tốt. Tỉnh Thái Nguyên hiện có diện tích đất lâm nghiệp gần 180.000 ha. Ngành lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên ước tính sau chu kỳ từ 10 đến 12 năm, tổng doanh thu bình quân đạt 215 cho đến 250 triệu một ha. Đỉnh điểm có thể đạt từ 300 đến 350 triệu một ha. Trong khi đó, trồng rừng gỗ nhỏ đạt bình quân từ 40 đến 60 triệu một ha. Mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn là hướng bảo vệ và phát triển rừng bền vững mà địa phương này đang hướng tới. Với lực lượng kiểm lâm thì chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động người dân trong cái việc bảo vệ rừng và thực hiện các cái hướng dẫn người dân, các cái quy trình kỹ thuật và để phát triển kinh tế đồi rừng. Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bên cạnh việc nâng cao thu nhập cho người dân thì trồng rừng gỗ lớn là một trong những giải pháp nhằm tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu, cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đồ gỗ ngày càng cao của thị trường quốc tế. Thưa quý vị, gần 20 mô hình nghệ thuật độc đáo bằng trái cây được làm từ chính đôi tay của những người thợ không chuyên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Đây là những sản phẩm tham gia hội thi tạo hình nghệ thuật từ xoài và trái cây được tổ chức tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp những ngày vừa qua. Hội thi có sự tham gia của 18 đơn vị xã và thị trấn thuộc địa bàn huyện Cao Lãnh. Các đội thi sẽ thỏa sức sáng tạo để các mô hình thể hiện được tinh thần, thế mạnh cũng như đặc sản của địa phương mình. Đây là cơ hội để cho các xã với nhau trưng bày để hiểu về cái từng loại trái cây của địa phương với nhau và để giao lưu kết nối với nhau để quảng bá hình ảnh cũng như là các sản phẩm để giới thiệu bạn bè hoặc là có thể kết nối ra quốc tế. Mỹ Long thì cũng có cái sản phẩm chanh không hạt thì đã xuất khẩu qua thị trường châu Âu. Tại hội thi, các sản phẩm ô cốp của huyện Cao Lãnh cũng được trưng bày và giới thiệu đến du khách gần xa. Bên cạnh các loại trái cây đặc sản của các xã như xoài, táo, chanh, cau, còn có các sản phẩm chế biến sâu từ các trái cây và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Trong đó nổi bật nhất là các sản phẩm từ lục bình đến từ xã Mỹ Hiệp. Hội thi đã tìm ra những mô hình xuất sắc nhất. Giải nhất và giải thuyết trình hay nhất thuộc về đơn vị xã Mỹ Long, giải nhì thuộc về xã Tân Nghĩa, giải ba thuộc về xã Ba Sao và An Bình, giải khuyến khích thuộc về Bình Hàng Trung, Phương Thịnh, giải gian hàng đẹp nhất thuộc về xã Mỹ Hội, giải sáng tạo thuộc về xã Mỹ Sương.